Ít ai để ý rằng, về cơ bản, Nhật Bản và Nga thực chất vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Mặc dù Nhật Bản đã đầu hàng quân đồng minh vào tháng 9 năm 1945, kết thúc Thế chiến II, nhưng Moscow và Tokyo chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình chính thức. Thậm chí mối quan hệ này vốn đã từng nóng lên nhưng lại tiếp tục nguội lạnh theo thời gian. Trong thập kỷ sau chiến tranh lạnh, thường xuyên có nhiều dự đoán rằng Tokyo và Moscow sẽ ký một hiệp ước hòa bình lịch sử để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai quốc gia. Thế nhưng trong suốt những năm hậu chiến, vấn đề này vẫn luôn kéo dài và không có kết quả. Vì sao bất chấp những thay đổi đáng chú ý trong mối quan hệ quốc tế vào những năm gần đây, Nhật Bản và Nga vẫn chưa thể bình thường hóa hoàn toàn quan hệ của mình? Những yếu tố nào đã khiến hai bên không thể ký một hiệp ước hòa bình chính thức bất chấp những nỗ lực từng có? Và vì sao vào thời điểm hiện tại, Nga-Nhật lại được xem là đang ở trong một mối quan hệ tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Câu chuyện thế giới hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga có thể nói là khá phức tạp, bởi quan hệ hai quốc gia đã chứng kiến nhiều sự thay đổi kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Cho đến nay, có lúc đã suýt đi đến việc ký thỏa thuận hòa bình chính thức, nhưng lại có lúc rơi vào sự nguội lạnh, thường xuyên chỉ trích lẫn nhau. Trong quá khứ, chính sách cứu vãn mối quan hệ này đã từng được hai bên thúc đẩy, mà nổi trội là dưới thời cựu cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và đó cũng được xem là khoảng thời gian êm đềm nhất trong quan hệ Nga-Nhật. Trong phần đầu của chương trình, hãy cùng nhìn lại nỗ lực cứu vãn này trước khi những biến động lịch sử khác nổ ra làm suy yếu quan hệ cả hai. Tranh chấp lãnh thổ đối với bốn hòn đảo quanh khu vực đảo Hokkaido của Nhật Bản và quần đảo Kuril của Nga đã làm xấu đi mối quan hệ song phương kể từ sau Thế chiến thứ hai. Vào tháng 3 năm 2022, mối quan hệ đó thậm chí còn trở nên lạnh nhạt hơn. Nga đã đình chỉ các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản sau khi Tokyo áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow do xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida, đã phản ứng bằng cách lên án quyết định của Nga, gọi đó là hành động cực kỳ vô lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Quan hệ Nhật-Nga hiện nay dường như đã đi xuống ở một mức độ xấu hơn cả trước đây. Thế nhưng cách đây không lâu, việc nối lại quan hệ hữu nghị giữa Moscow và Tokyo dường như xém đã là chuyện trong tầm tay. Vào những năm 2010, người tiền nhiệm của ông Kishida là cựu cố thủ tướng Shinzo Abe đã thực hiện một chính sách mới đối với Nga nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ lâu đời của cả hai, từ đó mở đường cho một hiệp ước hòa bình. Bằng cách cải thiện quan hệ với Nga, ông Abe đã tìm cách chuyển tầm ngắm an ninh của Nhật Bản sang một quốc gia phía nam là Trung Quốc. Nhưng ông Abe cuối cùng đã không thành công trong việc này, bởi Nhật Bản thiếu đòn bẩy và khả năng tạo sự tin tưởng đối với Nga để có thể thúc đẩy Moscow đi đến thỏa thuận cùng mình. Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga bắt nguồn từ giai đoạn cuối của Thế chiến II, khi Liên Xô giành quyền kiểm soát các đảo Etorofu, Habomai, Kunashiri và Shikotan, nằm ở ngoài khơi phía bắc của Hokkaido và ở cực nam của quần đảo Kuril thuộc Nga. Nga đã kiểm soát các đảo này kể từ đó, gọi chúng là quần đảo Nam Kuril. Về phần mình, Nhật Bản lập luận rằng quần đảo này là một phần của tỉnh Hokkaido và gọi chúng là lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp này đã khiến hai nước bất hòa trong gần 80 năm. Những nỗ lực trước đây để giải quyết tranh chấp đã không đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, vào năm 2012, ông Abe đã xem việc cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình. Ông bắt đầu bằng việc tổ chức một cuộc họp kết hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước, một động thái chưa từng có vào thời điểm đó. Ông cũng nỗ lực tạo dựng mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuối cùng, trong nhiệm kỳ 7 năm làm thủ tướng của mình, ông Abe đã gặp người đồng cấp Nga tổng cộng 27 lần. Những động thái của ông Abe nằm trong chính sách tiếp cận mới của ông đối với Nga, một cách tiếp cận nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình thông qua việc sử dụng các biện pháp khuyến khích kinh tế. Vào năm 2016, ông Abe đã đề xuất với Nga một kế hoạch hợp tác kinh tế 8 điểm, bao gồm việc cùng phát triển các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên của Nga, hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng của một thành phố Nga và cung cấp khoản vay cho ngân hàng Sberbank của Nga. Để thể hiện sự nghiêm túc của mình trong việc này, ông Abe đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông Thường niên của Nga ở Vladivostok từ năm 2016 đến 2019. Có thời điểm cách tiếp cận này dường như đã có hiệu quả. Đầu năm 2019, Nhật Bản và Nga nhất trí áp dụng tuyên bố chung Xô-Nhật năm 1956. Theo đó, Nga từ bỏ hai trong số bốn hòn đảo tranh chấp và Nhật Bản từ bỏ yêu sách của mình đối với hai hòn đảo còn lại.
làm cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa cả hai. Điều gì đã thúc đẩy cách tiếp cận mới của Nhật Bản đối với Nga trước đây? Đó có lẽ là sự vực dậy của Trung Quốc. Vào đầu những năm 2010, Trung Quốc đã trở nên hung mạnh về mặt quân sự sau khi tăng ngân sách quốc phòng với mức trung bình 15% mỗi năm trong khoảng 15 năm. Nước này cũng áp dụng một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn, đặc biệt là đối với quần đảo Senkaku do Nhật Bản chiếm đóng ở Biển Hoa Đông. Tokyo cảm nhận được điều này và tìm cách chuyển trọng tâm an ninh về phía Nam. Mối quan tâm của Nhật Bản đối với Trung Quốc cũng có thể được nhìn thấy trong việc ông Abe muốn tiếp thêm sinh lực cho Bộ Tứ Kim Cương, một liên minh gồm Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ, được lập ra để cân bằng sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gần đây hơn, mối lo ngại đó đã khiến Nhật Bản phải suy nghĩ lại về chính sách hòa bình lâu đời của mình. Vào năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng của nước này đã công khai tự hỏi liệu đã đến lúc Tokyo cần phải trụ vững trước áp lực của Bắc Kinh hay chưa. Và một năm sau, Đảng cầm quyền của Nhật Bản đã đưa ra đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng từ 1% tổng sản phẩm quốc nội lên gần 2%. Có vẻ như ông Abe muốn ký kết một hiệp ước hòa bình với Nga để Nhật Bản có thể tập trung toàn lực vào Trung Quốc. Ông cũng có thể đã hy vọng rằng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Nhật Bản và Nga có thể biến nước này thành một đối trọng đối với Trung Quốc ở Đông Bắc Á, hoặc ít nhất là khiến Bắc Kinh khó thuyết phục Moscow hơn trong việc tham gia vào mặt trận thống nhất chống Nhật. Vào thời điểm ban đầu, Nga đã hoan nghênh cách tiếp cận của Nhật Bản bởi Moscow đang ở trong một tình thế khó khăn khi các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây ồ ạt áp đặt lên nước này trong cuộc xung đột vào năm 2014 với Ukraine. Điều đó đã tạo động lực cho Moscow đàm phán cùng Tokyo. Nhưng thời gian trôi qua, tình hình kinh tế khó khăn của Nga đã giảm bớt. Đến năm 2018, nền kinh tế Nga đã trở lại mức tăng trưởng khá lành mạnh ở mức 2,8%. Thêm vào đó, vào thời điểm đó, căng thẳng với Mỹ về thương mại đã đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga hơn. Và chắc chắn, Nga phải coi một Trung Quốc đang vực dậy là sự đặt cược an toàn hơn thay vì Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, nếu không tiếp tục đẩy mạnh áp lực kinh tế và chính trị, Nga sẽ mất đi động lực để nhanh chóng giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Moscow sau đó tiếp tục củng cố lực lượng quân sự của mình ở quần đảo Kuril bằng các khẩu đội tên lửa phòng không. Cuối cùng, kế hoạch hợp tác kinh tế 8 điểm của ông Abe đã không đủ hấp dẫn để Nga thay đổi hiện trạng hoặc từ bỏ đòn bẩy chính trị đối với Nhật Bản, một đồng minh chủ chốt của Mỹ. Vì vậy, dù đã có nhiều hy vọng trong bước đột phá về ngoại giao khi ông Abe và ông Putin gặp nhau để đàm phán vào cuối năm 2018, cánh cửa về việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đã đóng lại. Vào thời điểm ông Abe rời nhiệm sở 2 năm sau đó, Nhật Bản và Nga hầu như cũng không tiến gần hơn đến thỏa thuận này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine năm 2022 đã thay đổi toàn bộ những chính sách trước đây. Áp lực kinh tế của phương Tây đối với Nga vào năm 2022 đã mạnh hơn nhiều so với năm 2014. Và ngay từ đầu, Nhật Bản cũng đã tham gia vào các nỗ lực trừng phạt Nga của phương Tây. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Fumio Kishida, Tokyo dần thẳng tay hơn trong việc cùng đồng minh lớn của mình là Mỹ đối đầu với Nga, đánh dấu sự tụt dốc đáng kể trong mối quan hệ này. Ngoài việc trừng phạt các cá nhân chính trị và kinh doanh thân Nga, Nhật Bản còn đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga, bao gồm Promstia Bank và VTB Bank, đồng thời cấm chào bán chứng khoán mới tại Nhật Bản. Tokyo cũng cấm mua trái phiếu chính phủ Nga và xuất khẩu thiết bị quốc phòng hoặc lọc dầu sang Nga. Đầu tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida đã tiếp tục sử dụng thuật ngữ lãnh thổ cố hữu để mô tả vùng lãnh thổ phương Bắc vốn đang tranh chấp cùng Nga. Sau đó vào tháng 4, Tokyo đã trục xuất một số nhà ngoại giao và quan chức thương mại Nga. Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Nga sau làn sóng công kích tên lửa mới nhất của Moscow nhằm vào Ukraine. Cụ thể, Tokyo đã bổ sung thêm lệnh trừng phạt nhằm vào việc xuất khẩu hàng hóa và đóng băng tài sản của các quan chức cũng như công ty Nga. Quyết định này đã được đưa ra sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine vào hôm 26 tháng 1, sau khi Đức và Mỹ cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng để hỗ trợ Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, trước tình hình tại Ukraine hiện nay, để đóng góp vào việc giành lại hòa bình, Nhật Bản sẽ thực hiện lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga như những quốc gia lớn khác. Trong số các lệnh trừng phạt mới được đưa ra, Nhật Bản sẽ cấm vận chuyển các mặt hàng cho 49 tổ chức ở Nga kể từ ngày 3 tháng 2, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực công nghệ quân sự.
Phía Nhật Bản cho biết những sản phẩm này sẽ bao gồm các sản phẩm như vòi rồng, thiết bị thăm dò khí đốt và thiết bị bán dẫn, thiết bị kiểm tra tia X, chất nổ và robot. Nằm trong diện bị cấm xuất khẩu sang Nga còn có thiết bị y tế, thiết bị cho các cơ sở hạt nhân, thăm dò dầu khí tự nhiên, các hóa chất khác nhau bao gồm cả hơi cay và bột lấy dấu vân tay. Nhật Bản cũng sẽ đóng băng tài sản của 3 công ty và 22 cá nhân Nga, bao gồm tập đoàn máy bay JSC Irkut, công ty sản xuất tên lửa đất đối không MMZ Avangard, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Mikhail Mizinstev và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Tryachenko cùng 14 quan chức thân Moscow. Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Yasutoshi Nishimura đã nói rằng thương mại tự do thời hậu chiến tranh lạnh và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế đã củng cố cho một số quốc gia có thể chế chính trị không phù hợp và Mỹ cũng như các nền dân chủ có cùng chí hướng nên chống lại chúng bằng một trật tự thế giới mới. Ông Nishimura phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington rằng các quốc gia chuyên chế đã tích lũy được sức mạnh to lớn cả về kinh tế và quân sự. Ông nói thêm, chúng ta phải xây dựng lại một trật tự thế giới dựa trên các giá trị cơ bản là tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Phản ứng trước sự lên án chính trị và trừng phạt kinh tế từ Tokyo, Moscow đã quyết định rút khỏi các cuộc đàm phán đang diễn ra để giải quyết tranh chấp giữa hai nước về quần đảo Kuril, chấm dứt 30 năm quan hệ thân thiện giữa hai nước láng giềng. Trừng phạt Nga và hỗ trợ vật chất cho Ukraine đã đánh dấu sự đoạn tuyệt lịch sử với Nga, cũng như gạt bỏ sự thận trọng truyền thống của Tokyo trên trường quốc tế. Mới đây ngày 29 tháng 1, Moscow đã thông báo với Tokyo rằng do các biện pháp chống Nga của chính phủ Nhật Bản, Nga không thể đồng ý tổ chức các cuộc tham vấn liên chính phủ về đánh bắt cá trên biển ở khu vực gần đảo tranh chấp Kuril. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong bối cảnh các biện pháp chống Nga của chính phủ Nhật Bản đang đi ngược lại với tinh thần và nội dung của thỏa thuận năm 1998 về tăng cường và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, Moscow không thể đồng ý tổ chức các hoạt động tham vấn liên chính phủ về việc thực hiện thỏa thuận này. Nga cũng chỉ ra rằng quan hệ giữa Moscow và Tokyo đã xấu đi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Và chính phủ Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, điều mà theo Moscow là vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao nói thêm, để trở lại đối thoại bình thường, Nhật Bản nên thể hiện sự tôn trọng cơ bản đối với Nga, bày tỏ mong muốn làm vững mạnh quan hệ song phương. Tuần trước, Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow nói với Sputnik rằng Tokyo nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đàm phán với Nga về việc cho phép tàu thuyền Nhật Bản đánh cá ngoài khơi quần đảo Kuril sau khi nhận được thông báo rằng Moscow không thể ấn định ngày thảo luận về vấn đề trên. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Rudenko cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa khi Nhật Bản tăng cường quân sự gần các đảo của Nga ở vùng Viễn Đông. Tuyên bố của ông Rudenko được đưa ra sau khi đài truyền hình HNK của Nhật Bản cho biết Tokyo đang lên kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh trên đảo Hokkaido giáp với quần đảo Kuril của Nga. TASS dẫn lời ông Rudenko rằng, chúng tôi xem các hoạt động của Tokyo là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước và toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị Thứ trưởng Nga nói thêm, nếu những hành động như vậy tiếp diễn, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự. Đồng thời, Moscow cũng lên án việc quân sự hóa cấp tốc của Nhật Bản và tăng ngân sách quốc phòng chưa từng có của quốc gia châu Á này. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng với giá trị kỷ lục là 51 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2023. Tokyo cũng sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để cho phép tạo ra khả năng phản công. Nhật Bản cùng với nhiều nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Ngược lại, phía Moscow cũng liệt một số quan chức Nhật Bản vào danh sách trừng phạt, trong đó có cả Thủ tướng Kishida vì đã tiến hành chiến dịch chống Nga. Quan hệ Nga-Nhật hiện nay đã chứng kiến sự tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cho rằng trong tương lai quan hệ này cũng còn có thể cứu vãn. Mối liên hệ kinh tế sẽ đóng vai trò chính trong việc này bởi nó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Dù mối quan hệ Nhật-Nga đang ngày càng băng giá như thế nào, chúng vẫn có thể tan băng trong tương lai. Nhật Bản cũng có thể thay đổi cách tính toán của mình trong việc tranh chấp với Nga. Các ưu đãi kinh tế của Tokyo mà Moscow từng coi là không đủ có thể trở nên hấp dẫn hơn. Và các cuộc đàm phán với Nhật Bản mà Moscow từng coi là thứ yếu trong mối quan hệ với Trung Quốc cũng sẽ là một cách tốt để chia rẽ chính trị các nước phương Tây
vốn đang gian trận để chống lại mình. Tất cả những điều đó sẽ mang lại cho Nhật Bản nhiều đòn bẩy hơn so với những năm trước. Tất nhiên, việc này còn chưa chắc chắn. Trung Quốc có thể sẽ ngày càng xích lại gần Nga hơn. Nhưng dù mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã trở nên mờ nhạt như thế nào, thì mối quan hệ này cũng không phải là vô phương cứu chữa. Nhật Bản không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nga. Tuy Tokyo cấm nhập khẩu than của Nga, nhưng cũng không ngừng mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga. Đặc biệt, vào tháng 4 năm ngoái, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận mới với Nga về lĩnh vực đánh bắt cá hồi. Dù hiện tại ông Kishida có thể không mấy quan tâm đến việc nói chuyện cùng Nga, nhưng Nhật Bản có thể khắc phục mối quan hệ này trong tương lai. Đương nhiên, nếu làm như vậy quá sớm sẽ có nguy cơ chọc giận các đồng minh phương Tây của Nhật Bản, đặc biệt là Mỹ. Nhưng Tokyo hoàn toàn có thể lập luận rằng trong tương lai sẽ có lợi cho Washington nếu Nhật Bản tập trung vào Trung Quốc thay vì tiếp tục hướng mắt vào Nga. Thưa quý vị, có thể quan hệ vốn đã phức tạp giữa Nhật Bản và Nga đã ngày càng trở nên rối rắm hơn kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Những lập luận gần đây mà hai bên nhằm vào đối phương đã đi ngược với những nỗ lực hàn gắn trước đây để có được hiệp ước hòa bình chính thức. Trong thời gian sắp tới, mối quan hệ này có lẽ sẽ phải tiếp tục chứng kiến tình trạng ảm đạm hơn trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn còn bế tắc và khốc liệt. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!